Thầy bây giờ đưa cái này cho mấy tụi con làm. E minus 4 over 5 plus 1. Ok, thì làm sao mà được mình ép hai cái này lại? Thì bấm ngừng cho vòng vòng đi. Ok, thì thầy có cái này. Ở bên đây thì thầy nói một một thực sự là gì? Một là 5 chia cho 5. Ok, thầy có quyền viết số 1 là như vậy. Thầy chỉ thầy nhân ở trên ở dưới cho 5 thì nó sẽ ra cái này. Ok, là thực sự là thầy nói cái này nó bằng nhau cái này. Ok, thầy chỉ ăn gian vậy thôi. Thì tùy thầy làm vậy là thấy hai cái này nó giống nhau không? Thì mình ép nó lại. 5 thì khi mình có y minus 4 cộng 5 là thực sự là nó ra là y cộng 1 over 5. Over 5. Ok, là cái này là cái trả lời của mình. Ok, thầy đưa cái khác. Nếu mà người ta đưa cái ngộ ngộ giống vậy. Bracket x minus y trừ cho 3 over 5 x plus y. Thì cái này mình sao ép ép nó lại. Bấm ngừng cho vòng vòng đi. Thì bây giờ thầy giả bộ là cái này là nguyên cái cục. Ok, nguyên cái cục. Thầy nhân là nhân lên trên. Ở bên đây cũng vậy, nguyên cái cục. Nó nhân á là nó nhân lên trên. Thì thầy lấy như vậy nè. Thầy viết nó như vậy nè. Over 3. Thì cái này cũng là 3 và cái bracket x plus y over 5. Ok, thì thầy phải làm sao mà được cho nó giống nhau. Thì thầy nhân cái này nhân cho 5, cái này nhân cho 5. Ở bên đây á, thầy nhân cho 3, nhân cho 3. Ok, thì nó ra như vậy. Ok, thầy đang bây giờ có hai cái nhân cho cái chính giữa, thầy không thèm biết là gì vậy. Cái thầy nhân cho 3 là cũng như là nó giống là a b c, nó giống vậy á. Bây giờ thầy lấy c nhân cho a đi cho nó dễ là 6 rồi. 3 nhân cho tự tự thầy có quyền nhân cái này, thầy không, ba cái nó nhân nhau thầy có quyền làm vậy á. Là 2 nhân cho 3 là 6. Ok, thì cái thầy còn cái quyền quan trọng ừ và 3. Ok, cái này minus 3, thầy đấy hai cái này nhân nhân nó trước đi là 9 9 x plus y thì cái over 15. Xin lỗi, cái này là phải 15, tự thầy quên nhân nhân cho 5 là 15. Ok, là hai cái 15 thì nó giống nhau thì thầy ép nó lại là 15. Ok, thì thầy nhân cái này ra đi, thầy nhân cái này ra đi là 6x minus 6y trừ cho bây giờ mình có cái trừ, mình phải giả bộ là nguyên cái này nó trong một khúc, là thầy có cái này. Thì thầy bây giờ lấy cái này nhân cho cái này là 9x, thầy ký cái này nhân cho cái này là cộng 9y. Ok, tự mình có cái minus ở đây, cái có cái bracket ở đây thì mình bắt buộc phải làm vậy. 6x minus 6y, bây giờ minus cái cộng á, là mình sẽ có minus x. Bây giờ mình có cái minus của cái này nữa là minus 9y. Ok, là đang bây giờ mình có cái gì, mình có 6x ở cái trừ cho 9x là âm 3x, thì mình có âm 6y trừ cho âm 9y là âm 15y. Ok, là cái này là cái trả lời của mình á. Ok, thầy nói xong đi cái này.